Chào các bạn đến với trung tâm đào tạo đồ họa 2D, 3D, 4D Thuận Yến. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn video giới thiệu chương trình Photoshop ứng dụng trong thiết kế đồ họa quảng cáo. Trong phần hướng dẫn này, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách sử dụng và cách cài đặt như là tải các công cụ Sheet về cho Photoshop. Thường thì người ta hay xài Action cho Photoshop và cũng gần giống như là Action, nhưng mà Sheet được viết ra bởi các nhà lập trình và được đưa vào Photoshop. Ví dụ như chúng ta lên Google tìm từ khóa Sheet thì nó đây nè, cân bằng trắng hoặc là các strip như là các perfect chip vẽ lưới dạng 3D mà tưởng chừng như chỉ có bên AI có thôi, bên Photoshop không có, nhưng mà chúng ta tải cái strip này về thì chúng ta có thể ứng dụng được. Chúng ta có thể vẽ nhà, vẽ cửa hay là vẽ những mô hình 3D rất là thuận tiện, hay là chọn những cái chúng ta có một hình này, chúng ta có thể làm cái hình này sáng hơn, tối hơn bằng cái Sheet Lighten hoặc Dark Color, hoặc là tạo một tờ lịch, tạo nhanh tờ lịch thay vì chúng ta ngồi đánh số rồi copy này nọ, thì chúng ta có luôn cái Sheet này để chúng ta tạo lịch cho dễ dàng. Hoặc là đổi tên hàng loạt ở trong group, chúng ta có thể lựa chọn và tên và đổi, thì cái này cũng rất là hay. Hoặc là những cái nhóm công cụ bo góc ở trong Photoshop. Đây còn nhiều cái nữa, ví dụ Sheet này nè, dùng để vẽ và biến bức hình và thành giống như là dạng viết chì. Và một số strip khác. Thì tôi đã tải sẵn một số strip về. Các bạn muốn tải strip này thì các bạn có thể click vô và tải về. Thì đây, chúng ta có thể tải những mục strip này về. Tùy theo năm thì người ta có năm 2015, 2016, 2017, 2018 tới năm 2020 luôn. Cũng mà nó có nhiều dạng nữa. Có khổ giấy, rồi có phong cảnh, rồi các ngày trong tuần, vân vân. Ví dụ các bạn muốn dạng bo góc thì các bạn có thể vô, cũng vô các bạn tải về. Đây chúng ta có thể này, Downlet Dangle Radius. Ở đây thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng hai sheet, đó là tạo lịch và bo góc. Thì tôi sẽ mở Photoshop lên. Tôi sẽ mở một cái tấm hình bất kỳ. Thì tôi mở một tấm hình người này lên. Ở ngoài đây thì tôi đã có lưu một số strip nhất định, ví dụ strip làm lịch, thì chúng ta có thể mở ra để xem. Thì cái code nó cài đặt, nên chúng ta có thể mở Notepad này. Đây, thì người ta sẽ lập trình ra những cái như thế này. Chúng ta có thể thay đổi năm, ví dụ chúng ta không thích là 2015 nữa, năm 2015 ví dụ, thì chúng ta có thể chọn là 2011, 2014, 2012 hay là 2016 gì vân vân, tùy các bạn. Như tôi chọn năm 2014. Thì khi tôi chọn xong thì tôi sẽ lưu lại, save lại. Rồi, thì cái strip này thì tôi sẽ lép vào Photoshop bằng cách là vào File, Strip, và tôi chọn vô Browse Duyệt.
Rồi tôi tìm được cái đường dẫn mà chứa script này và chọn vô. Tôi sẽ click đúp vô đây. Rồi tôi chọn lại cái hình nền người này. Chẳng hạn. Thì chúng ta ngồi chờ đợi một lát. Thì script sẽ tự động mà lập trình và viết ra lịch cho chúng ta. Chứ chúng ta mà ngồi làm thủ công, ngồi gõ từng cái ra thì cũng hơi bị cực. Dù có những action, nhưng mà action thì chạy thì đôi khi nó cũng bị lỗi. Ví dụ như là tấm hình của chúng ta mà khác đi, không đủ độ phân giải hay là không đủ size lớn thì nhiều action nó cũng không cho chạy. Đối với dạng script này thì chúng ta có thể sửa được, chứ action thì sửa rất là khó. Mà thường thì action thì người ta chỉ viết lịch hay gì đó thì người ta chỉ viết cho một năm thôi. Còn cái script này thì chúng ta có thể sửa rồi thay đổi thoải mái. Ví dụ có cái tờ lịch này như thế này rồi, nếu tôi chọn là năm 2014 thì đây thì nó sẽ tự động tạo ra những cái này. Bây giờ ví dụ tôi muốn đổi màu bất kỳ cái nào. Đây tôi chọn vào cái hình sân đây này, tôi click đúp vô và tôi sẽ chọn màu. Đó, tôi thích màu xanh. Thì tôi nhớ cái mã màu ở đây. Ví dụ 3600FF. Thì tương tự thì tôi cũng tô với mấy hình này là 3600FF. Đó thì các màu của các bạn thì nó sẽ trùng với nhau. Tôi click tiếp dưới đây. Tôi bấm tôi chọn màu. Tôi chỉ thẳng vào đây. Tôi chọn luôn 3600 này. Tiếp nhé. Đó thì chúng ta có thể điều chỉnh rồi. Phong lớn để thu nhỏ tùy ý những cái này. Hoặc là chúng ta chỉ cần lấy cái lịch này thôi, rồi chúng ta ghép vô cái hình phong cảnh nào đó. Chúng ta làm lịch cho em bé thì chúng ta cũng lười đánh những cái cột này ra. Thì chúng ta có thể lấy sẵn những cái này và chúng ta có thể sửa lại. Ví dụ thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Và chữ như chữ nằm ngang thì chúng ta có thể xoay lại. Ví dụ bây giờ tôi đổi sang năm khác này. Tôi sẽ đổi sang năm khác. Ví dụ tôi đổi ở đây là năm 2017. Tôi xem lại. Rồi tôi sẽ xóa hết những cái hình này đi. Rồi tôi đóng file luôn. Tôi mở lên. Và tôi sẽ load lại script. Chọn browser. Tôi tìm cái script này thì rồi chúng ta lựa lại cái hình này. Thì chúng ta cứ ngồi đợi tiếp tục thôi. Và những script này được lập trình ra thì rất là chính xác nha các bạn. Nó cũng chỉ khoảng chưa đầy một phút đâu mà cái script này đã được viết ra sẵn. Đây các bạn thấy nha, năm 2017. Chúng ta có thể dời bất cứ cái nào đi, chỉnh sửa thoải mái. Mà từ nay chúng ta có thể thiết kế lịch mà không cần phải lên mạng tìm những cái lịch để đưa vào Photoshop này đâu. Chúng ta thay đổi số năm bao nhiêu và chúng ta chạy một cái là xong. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn luôn về cái phần sweep bo góc. Ví dụ thông thường, tôi tạo một file mới đi. Thông thường mà chúng ta vẽ một cái hình, ví dụ tôi vẽ một cái hình round rectangle này chẳng hạn. Thì kia tôi bo góc 50. Thì
Khi mà tôi chọn như thế này thì các góc nó đều bo đều hết, như tôi chỉ muốn một mình góc này thôi thì tôi sẽ nhập vào đây 20. 10. À, nhưng mà chúng ta cũng có thể chạy một cái dạng clip khác. Và tôi sẽ chạy một cái clip khác ha. Tôi vẽ một cái hình bất kỳ. Hình này chẳng hạn. À, chúng ta có thể bo góc luôn. Nó rất cung rô này, tôi sẽ đổi màu. Đổi màu khác. À, bất cứ hình nào nó cũng chạy được, đủ hình này nó cũng chạy được. À, giờ tôi vẽ ra một cái hình polygon này thì nó cũng bo góc được cho chúng ta. Chứ những hình polygon này thì trong Photoshop nó không bo góc được, chỉ có một cái rau rectangle này thì nó bo góc được thôi. Bây giờ thì tôi sẽ thử chạy cái script cho bo góc cho cái hình này. À, tôi vào file clip và tôi lấy clip này ha, tôi chọn rau rectangle, tôi lấy cái này. Giờ một cái bảng này sẽ hiện ra, giờ tôi muốn bo góc nào thì tôi bo thì tự động nó sẽ chuyển về cái hình này, về cái hình vuông, và nó tự động nó bo góc cho chúng ta. Giờ chúng ta muốn lết lại cái clip đó. Đây, các bạn muốn bao nhiêu? Được góc này 20, góc này 10, góc này 5. Dễ dàng hơn là cái kia chúng ta phải thay đổi số. Góc này 50 chẳng hạn. Like thì tự động là nó sẽ được. Ok, là tôi sẽ test đây. Tôi thử lại với hình này. À, tôi đã đeo rau rectangle. Đưa hình này 5 bo góc. Tại vì ở đây thì nó chỉ có 4 cạnh thôi, mà cái hình đánh giá thì nó 5 cạnh thì nó buộc phải biến về cái hình 4 cạnh. À, ví dụ tôi bo góc này 20 là cứ vậy thôi. Là bao nhiêu F là là ok ha các bạn. Như vậy là chúng ta đã có thêm một số cái công cụ rất là tiện lợi mà được Photoshop hỗ trợ. Như chúng ta vẽ những hình 3D thì chúng ta có thể lên tại cái sheet perfect chip về và chúng ta vẽ lưới cho dễ dàng. À, như vậy là bài hướng dẫn của tôi ở đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những bài hướng dẫn tiếp theo.